tam hợp nếp không có ảnh hưởng á, mà game này đưa lối lên tam hợp đâu, game này đưa lên lưới hai. Ờ để coi game này xanh không ta, game này team bên kia đầu game thì tụi nó máu giấy hơn chút xíu, tụi nó cũng trâu, con giáp chỉ còn tà lòng, giáp tà lòng kem. Rồi game này phải lên tam hợp, nếu mình lên lưỡi hái thì vòng ba phải lên cung xanh mới có tam. Ừ, thường thường mấy cái giai đoạn mà leo gank cao á là giai đoạn đầu đầu mùa á, tại vì đầu mùa kiểu nó mấy ông thắng thì cộng nhiều điểm, mấy ông thua chừa ít điểm á, cho nên mấy ông nào muốn leo gank thì bây giờ nên chơi á. Kiểu mình chơi nhiều mình thua nhiều, mình thua nhiều mình thắng ít mình cũng lời điểm nữa, cho nên đầu đầu mùa là thời điểm đấy người ta leo gank đó, cho nên đầu mùa gank ảo nhiều lắm, tới tầm giữa mùa thì mấy cái rank nó mới cân bằng được. Đầu mùa gank ảo hơi nhiều. Đúng là quả thách đấu mà. Xài E hơi bị khủng. Xài E hay thế sếp ơi. Xứng đáng cho sếp một mạng đó. Đơ không cần ăn mạng. Đánh hay thế ăn mạng đi. Ok, tìm đến hay tìm ăn hết đi. Đợi trả cần hàng, tìm ăn hết đi. Tìm đến hay quá. Quả thách đấu mà, e là dính đúng rồi. Quả thách đấu mà dẫn rồi. Đợi trả cần ăn nữa. Không giỏi, đánh hay quá cho ăn hết á. Không giỏi. Đánh dở thì để đợi ăn, đánh hay ăn đi. Ăn rồi tỏa sáng đi. Đến lúc cần đợi thì đợi tỏa sáng lại. Tưởng găng nữa, tưởng găng nữa. Chết ấy dạ, anh bay bắn có hai nhát là được, bắn ba nhát rồi sẵn sàng tấn công nổ chết rồi. Sếp hai này chắc nó đứng đứng sau lưng rồi. Ok, giờ 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 đi đâu nào, hấp anh rồi phụ tình đi, ai cho về mà về hấp bro. Giờ vay này muốn quay xe nha, nói trước nha cái sao giờ muốn quay xe nha. Ok, muốn quay xe đi, nói gọn nghe. Lắm không mất quay xe à, phải giết Kama đó thì nó mất quay xe à, nhưng mà nó mất tác trụ, giờ đẩy vô đẩy tác trụ đó, nó ra tới rồi này, ác vậy này, ác vậy sao. Bye bye, see you again. Yeah, nice sir. Bắp lên em ơi. Chờ đợi gamit. Mấy ông gần gì thích lên, thích chơi cây xa lên AD hơn là lên up ha. Tôi gặp toàn lên AD thôi. Mấy ông thích lên up hả? Lên up vui mà. Lên up làm sniper, súng bắn tỉa rồi. Bắn tỉa từ xa vui mà. Bắn hụt kia luôn chứ. Hay hay quá, hay quá, hay quá, hay quá. Xùa luôn. Xùa luôn. Nên nhớ like subscribe kênh cho tôi nha.
Rồi mình khéo bánh luôn. Nghe này quýnh video ra chất luôn á. Hay vậy, solo kill luôn hay vậy. Double kill luôn được không? Đỡ solo kill luôn thì double kill đi. Rồi luôn. Gì mà Chitana cấp 2, cấp 3 TP xuống boss vậy, gắt vậy. Ôi double kill luôn chú bơ vậy. Ơ à, không phải gắm mắt cho mình luôn chứ. Trời ơi. Dám cúp lùi của đời cho phải cho trả giá. Trả giá dữ chưa. Dạ. Yeah boy. Không được. Có một mạng vậy. Trời ơi. Được luôn hả? Fan này để chết luôn hả? Trời ơi, hút máy hút lao. Máy hút lao rồi. Ok. Chạy đi, chạy. Chứ sao shop ơi, bếp video mà. Né ghê vậy. Hả? À, phải cái e. Con số e không vô tường vậy. Xù luôn. Easy.